đo huyết áp tại nhà có chính xác không? Và thường tại sao khi đo huyết áp tại nhà lúc nào cũng thấp hơn ở phòng khám? Đó, Hoàng Sơn xin chào bà con. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng cả nhà mình. Tại sao đo huyết áp ở nhà nó sai so với đo huyết áp ở phòng khám? Thứ nhất là nếu mà khi chúng ta đi ra ngoài ha, thì chúng ta vận động lên thì huyết áp mình nó sẽ, máu mình sẽ bơm nhiều hơn thì huyết áp mình sẽ tăng lên. Và cái thứ hai là khi mà mình đến bệnh viện mình sợ ha, tâm lý sợ thì huyết áp mình nó cũng bị tăng theo. Đó là tâm lý áo choàng trắng. Đó nên là tại sao mà một số người khi tới bệnh viện thì đo huyết áp không được do quá cao. Đó. Rồi. Nếu mà đo huyết áp ở nhà thì mình rất là thoải mái, có thể mình đo bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là khi đo tại nhà thì chúng ta đo sai tư thế mà chúng ta không biết. Còn nếu đo ở bệnh viện thì bác sĩ sẽ nhắc nhở chúng ta khi mà chúng ta sai tư thế. Ví dụ khi đo mà chúng ta nhúc nhích nói chuyện thì ở nhà ha, không biết, vô bệnh viện thì bác sĩ nó có thể sai. Bác sĩ khuyên chúng ta ngồi nghỉ chút xíu nữa đo lại. Đó thì sẽ chính xác hơn. Nhưng mà hiện giờ có một số dòng máy đo huyết áp rất là hiện đại, là khi mà chúng ta nhúc nhích, chúng ta nói chuyện hoặc chúng ta cử động có thể bị sai số, thì trên những cái dòng máy hiện đại đó nó sẽ báo luôn để tránh xảy ra sai số ha. Mặc dù ra kết quả nhưng mà cái kết quả đó do mình cử động quá nhiều đó, thì có thể bị sai lệch, thì những cái dòng máy cao cấp nó sẽ báo trên đây đó. Thì đó là những lý do mà Hoàng Sơn giải đáp thắc mắc cho cả nhà mình, tại sao đo ở nhà đó, lại khác đo ở bệnh viện. Và huyết áp của mình nó sẽ thay đổi liên tục trong ngày nha. Giả sử trong vòng 5 phút thôi, mình đang đi ngoài đường đó, huyết áp mình rất là cao mà mình ngồi nghỉ khoảng 5 phút huyết áp mình sẽ xuống thấp liền. Nên là mình không thể nào mà mình so sánh cái máy qua cái cơ thể mình được đó. Nếu mà muốn kiểm định chất lượng đó, bắt buộc phải dùng máy kiểm định với máy cả nhà ha. Đó. Rồi với cái nữa là đo huyết áp ở nhà đúng hay sai, thì những cái dòng máy như thế này nè đã được kiểm định chất lượng rồi trước khi ra thị trường. Và đương nhiên sau 2 năm nếu mà cả nhà mình xài lâu rồi cảm thấy nghi ngờ về cái mức ổn định của nó, chúng ta có thể gửi về hãng để nhờ hãng kiểm định lại cái chất lượng coi còn độ chính xác hay không. Đó, đó là lý do tại sao Hoàng Sơn có những video khuyến khích cả nhà mình nên mua máy đo huyết áp chính hãng để được bảo hành chính hãng và được kiểm định cho an toàn. Bởi vì khi mà mua những hàng giá rẻ mà đo không có biết được chính xác thì nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta uống thuốc nha. Rồi thứ nhất là cả nhà mình mua hàng chính hãng nè để mình được cái máy kiểm định chất lượng. Và cái thứ hai là tư thế đo mình phải đúng nha. Cả nhà mình có thể xem lại các video về cái cách đo, thì chắc chắn đo ở nhà hay đo bệnh viện thì cái máy đều sẽ ra kết quả chính xác nếu mà mình đo đúng. Rồi chúc bà con mình sức khỏe, có gì thắc mắc thì cứ gọi vào số điện thoại bên dưới trên tiêu đề của Hoàng Sơn để được giải đáp thêm. Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại.